Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hãng Computer. Đã được 4 năm kể từ ngày mà Razer họ đã cho ra mắt chiếc Sao 3 đầu tiên của mình. Đấy chính là chiếc Razer Leviathan. Và đây cũng chính là một mảnh ghép vô cùng quan trọng để Razer họ có thể hoàn thiện được hệ sinh thái Game Gear của mình. Khi mà trước đây họ đã có chuột này, bàn phím, tai nghe gaming và cùng với đó là một lượng fan vô cùng đông đảo trên toàn thế giới. Và 4 năm nó không phải là một quãng thời gian ngắn đối với cả một thiết bị âm thanh. Và trong vòng 4 năm đấy thì Razer họ đã làm được một điều mà gần như những hãng khác họ không làm được. Đấy chính là họ có được một đối tượng khách hàng nó đều đặn trong suốt 4 năm qua. Và cái doanh số bán ra của chiếc Leviathan trong 4 năm qua tại Hãng Computer nó là rất đều. Và vì sao Razer họ có thể làm được một điều như vậy khi mà họ có thể giữ được khách hàng này, rồi là trong vòng 4 năm mà khách hàng vẫn tin tưởng sản phẩm đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Này Dũng ơi, làm review ở Hà Nội Computer có gì hay không? Thanh sẽ được làm việc tại một trong những môi trường review chuyên nghiệp nhất, được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất tới từ những hãng lớn. Hàng ngày hay đấy. Được gặp những streamer nổi tiếng như là Hoàng Virus, Độ Missy Gaming rồi. Ngoài ra sẽ còn được tham gia cả những sự kiện lớn ở trong nước. Thôi không phải giới thiệu nữa, chỉ cho tôi chỗ đăng ký ấy. Hà Nội Computer đang tuyển dụng vị trí reviewer, MC cho channel YouTube, cả hình thức là full time và part time. Hãy đăng ký ngay ở link dưới phần mô tả này các bạn nhé. Về thiết kế của Razer Leviathan thì mình sẽ không đề cập đến quá là nhiều đâu. Bởi vì dù sao nó cũng là một sản phẩm đã tồn tại trên thị trường là 4 năm rồi. Đã có những người sở hữu nó rồi, cũng như là có những người thấy nó thực tế rồi. Về cơ bản thiết kế của Leviathan nó là đơn giản và tinh tế với tông màu đen chủ đạo ở trên toàn bộ sản phẩm. Nhờ vậy mà chiếc Sao 3 này có thể dễ dàng bố trí với bất kỳ một góc giải trí nào mà nó sẽ không hề gây cho bạn cảm giác là lệch tông. Leviathan sẽ không được trang bị hệ thống LED RGB thời thượng. Điều này nó cũng khá là dễ hiểu thôi, bởi vì nó được ra mắt vào cách đây là khoảng 4 năm rồi. Thời điểm đấy thì phong trào RGB nó chưa phát triển rầm rộ như là bây giờ đâu. Phần Sao 3 nó sẽ có kích thước nó khá là nhỏ gọn thôi. Phía trước sẽ là một lớp lưới bảo vệ cùng với cả logo Razer đen trắng nổi bật ở giữa. Phía trong các bạn sẽ có hai loa toàn giải là kích thước 63.5mm cùng với cả hai loa switcher kích thước là 19mm. Toàn bộ phím điều hướng cũng như là các phím chức năng sẽ được bố trí ở phía trên, giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác hơn. Nút nguồn hay là nút power nó được làm khá là lớn, ở hai bên sẽ là hai đèn thông báo trạng thái kết nối cũng như là những chế độ âm thanh. Dãy phím điều khiển được thiết kế nó hơi chìm cũng như là nó hơi khó bấm một chút. Nút tắt âm thanh ấy thì nó sẽ nằm ở chính giữa và được làm hai cái G nổi lên ở hai bên. Nó sẽ giúp người dùng có thể nhấn chính xác hơn mà không cần nhìn. Tuy nhiên, trong thời gian đầu ấy thì chắc chắn người dùng sẽ phải hơi dướn người lên một chút để nhìn, bởi vì cái phím này nó nằm hơi kiểu như hơi lõm xuống ấy, thế nên là các bạn sẽ phải hơi dướn người lên. Và theo mình ấy thì những phím này nó nên làm nổi hơn một chút nữa thì sẽ là tốt hơn rất là nhiều. Ở phía bên phải sẽ là nơi được bố trí chip NFC. Nó sẽ giúp các bạn có thể kết nối nhanh với cả những thiết bị có hỗ trợ chuẩn này. Và các bạn chỉ cần là cần một thiết bị có kết nối NFC và sau đó các bạn chạm vào, thế là đã ok rồi, mọi kết nối Bluetooth đã kết nối rất nhanh cho các bạn. Razer sẽ đi kèm cho chúng ta là hai chân đế có chiều cao khác nhau. Nó giúp cho người dùng có thể định hướng được âm thanh tốt hơn của chiếc Sao 3 này, với hai góc khác nhau là góc 15 độ cũng như là góc 18 độ để các bạn có thể tùy biến của theo lựa chọn của mình. Phía sau sẽ là toàn bộ cổng kết nối mà các bạn sẽ cần, trong đó sẽ bao gồm là cổng AUX in, sẽ là dành cho những thiết bị sử dụng jack kết nối là 3.5mm. Cổng optical in có nghĩa là cổng quang ấy, để kết nối với cả những thiết bị như là TV này, console hay là PC có cổng optical. DC in có nghĩa là cổng nguồn ấy, là cổng để các bạn cắm nguồn vào cho nó chạy. Và cổng sub out là cổng để các bạn kết nối với cả cục subwoofer ở bên ngoài. Subwoofer nó sẽ có tông màu đen, nó cũng giống với cả Sao 3 thôi. Và phần logo Razer ấy, nó cũng khá là to và nó sẽ nằm ở phía trên. Và kích thước tổng thể của phần subwoofer này nó sẽ không quá lớn đâu. Ở phía dưới các bạn sẽ có một loa siêu trầm, nó sẽ đánh xuống phía dưới và có kích thước là 133mm. Và bên cạnh sẽ là lỗ thoát hơi. Bốn chân đế cao su được làm khá là cao để nó có thể tăng không gian cho phần loa trầm nó đánh xuống phía dưới, đồng thời sẽ giảm độ rung cho loa. Subwoofer sẽ được Razer đề xuất là nên đặt ở dưới sàn nhà nhá. Còn nếu như các bạn đặt nó ở trên bàn ấy thì chất lượng âm thanh nó mang lại sẽ không được tốt như là đặt ở dưới sàn nhà đâu. Để kết nối chiếc Razer Leviathan này thì các bạn sẽ có 3 kiểu kết nối khác nhau. Đầu tiên sẽ là kiểu rất là truyền thống thôi mà chắc chắn ai cũng biết, đấy chính là kết nối qua jack 3.5mm, thì cái này chắc là mình không cần phải giải thích gì thêm nữa đúng không? Cách thứ hai là các bạn sẽ kết nối qua cổng quang optical. Với cổng quang optical thì nó là cái cổng mà nhiều hình ngôi nhà ấy. Thì cái này sẽ có một số mẫu PC có, hoặc là TV, console các thứ. Còn nói chung là nó sẽ không phổ biến đâu. Các bạn có thể dùng jack 3.5mm cũng được, nhưng mà dùng cổng quang optical thì nó sẽ cho chất lượng tốt hơn.
Và cách thứ ba là các bạn sẽ kết nối qua Bluetooth. Thì với Bluetooth thì nó sẽ lại chia ra các bạn có hai cách để kết nối Bluetooth khác nhau. Cách thứ nhất là các bạn nhấn giữ nút Bluetooth 3 giây nhé, sau đó các bạn sẽ kết nối như là thông thường thôi. Và cách thứ hai để các bạn kết nối Bluetooth thì chính là các bạn sẽ sử dụng là chip NFC được tích hợp sẵn ở trong chiếc Sao 3 này. Và các bạn sử dụng những chiếc điện thoại mà có phần NFC ở đằng sau ấy, các bạn chạm vào phần NFC của chiếc Sao 3, thế là nó đã kết nối luôn, rất là nhanh và các bạn chỉ cần chạm vào thôi. Và ở trên chiếc Sao 3 Razer Leviathan thì mình thấy nó có một điểm cộng mà mình rất là ưng. Đấy chính là nó, ngoài việc nó hỗ trợ là định dạng âm thanh là SBC ra nhé, có nghĩa là âm thanh Bluetooth SBC, thì nó còn hỗ trợ định dạng âm thanh chất lượng cao, đấy chính là AAC và aptX. Mình thấy đây là một điểm cộng rất là lớn để các bạn có được trải nghiệm âm thanh Bluetooth mà chất lượng cao hơn. Hiệu ứng âm thanh Dolby các bạn có thể bật tắt qua phím Dolby ở ngay trên phần Sao 3, và nó khi được kích hoạt ấy, thì nó sẽ sáng lên màu xanh. Và Razer Leviathan nó sẽ có các bạn là 3 thiết lập âm thanh sẵn, đấy chính là về 3 nhu cầu khác nhau là chơi game, nghe nhạc và xem phim. Để chuyển đổi giữa 3 thiết lập này thì các bạn sẽ sử dụng nút setting. Và cuối cùng là các bạn có thể tăng giảm âm lượng nhá, thì nó sẽ có 2 phím tăng giảm âm lượng ngay trên phần Sao 3. Nhưng mà các bạn cũng có thể tăng giảm được phần bass. Khi mà các bạn nhấn kết hợp là phím Dolby cũng như là phần tăng giảm âm lượng thì các bạn có thể tăng giảm được phần bass. Cái này các bạn nên lưu ý nhá. Razer Leviathan nó là một chiếc Sao 3, nó có kích thước nó khá là nhỏ gọn thôi, nó không quá là lớn, và nó hướng đến những người dùng là PC là nhiều chứ không phải là những người dùng TV. Bởi vì nếu như mà các bạn có một chiếc Sao 3 nhỏ như này mà các bạn đặt vào TV thì khoảng cách mà các bạn ngồi sẽ nó sẽ khá là xa, và cái âm thanh vòm mà nó mang lại nó sẽ không được chân thực như là những chiếc Sao 3 mà có kích thước dài như là các bạn thường thấy với cả những chiếc TV. Thế nên là với chiếc Razer Leviathan thì các bạn cứ nên ngồi gần cho mình thì cái âm thanh vòm nó sẽ mang lại cho các bạn là tốt hơn. Và nếu mà các bạn ngồi xa nhé, kể cả các bạn có bật cái tính năng là Dolby lên ấy, thì nó cũng không cải thiện được quá là nhiều đâu. Nhưng mà cái này thì nói chung là chúng ta cũng khá là dễ hiểu rồi. Bởi vì với một hệ thống giả lập âm thanh vòm nhá, các bạn sẽ cần ít nhất là 5 loa. Hai loa trái phải này, một loa giữa, hai loa đằng sau. Và chưa kể là đến những hệ thống âm thanh như là 7.1, 9.1 thật nhá, thì nó sẽ còn nhiều loa hơn nữa cơ. Razer Leviathan nó thể hiện khá là tốt khi mà các bạn chơi game hay là xem phim. Nhưng đối với một chiếc Sao 3 mà có kích thước nhỏ gọn như thế này ấy, thì các bạn không nên kỳ vọng quá là cao về khả năng tái tạo không gian của nó đâu. Là một chiếc loa được Razer hướng đến những game thủ ấy, thì chính vì thế mà mình sẽ không hề ngạc nhiên một chút nào khi mà Leviathan có thể hiện rất tốt ở trong những tựa game. Với một tựa game như là Battlefield 1 hay là kể cả với cả CSGO thì những tiếng súng đạn nó thể hiện lên rất đanh và chắc, cảm giác nó nghe rất là đã tai. Và điều này nó sẽ có được đấy chính là do một phần nhá, là do giải bass và giải stretch của Leviathan nó được làm rất là tốt, đặc biệt là phần mid bass với lượng nó khá là nhiều. Khả năng định vị âm thanh của nó là ổn, và nếu mà nguồn âm thanh ấy nó nằm ở phía hai bên hoặc là đằng trước người dùng thì nó là ổn thôi, còn phía đằng sau thì nó là không ổn lắm đâu. Trải nghiệm xem phim của Razer Leviathan nó là tương đồng với cả khi các bạn chơi game. Chiếc Sao 3 này có thể thể hiện tốt ở khả năng tái tạo âm thanh cháy nổ, hoành tráng, các thứ. Và những hiệu ứng âm thanh sẽ được thể hiện tốt nhất ở một góc khoảng tầm 90 độ trước mặt người xem thôi. Sau một thời gian sử dụng Razer Leviathan thì mình có một lời khuyên đối với các bạn như thế này, là nếu như các bạn muốn tận hưởng được chất lượng âm thanh tốt nhất này, rồi âm thanh vòm các thứ ấy, thì các bạn nên ngồi từ 1.5m đổ lại, nó sẽ là cho các bạn trải nghiệm tốt nhất. Còn từ 1.5m đổ ra ấy, thì cái âm thanh vòm của nó không được chân thực nữa, cũng như là về phần chất lượng âm thanh mình nghe nó cũng đều chứ nó không còn cảm giác là âm thanh vòm đánh qua lại các thứ. Và điều này nó cũng khá là dễ hiểu rồi, bởi vì một phần nhá, nó đến từ cái kích thước của nó khá là nhỏ đúng không? Và thứ hai đấy chính là công suất của nó không được lớn, bởi vì phần Sao 3 nó có công suất là 30W và phần subwoofer nó cũng chỉ có công suất là 30W, thế nên là điều này nó khá là dễ hiểu thôi. Tính tới thời điểm hiện tại thì Razer Leviathan nó vẫn là chiếc Sao 3 duy nhất của Razer, và nó sẽ có những đặc điểm nổi bật như là thiết kế này. Thiết kế nó rất là đẹp, thiết kế tinh tế rồi dễ dàng set up rồi đặt ở đâu cũng đẹp các thứ. Và về chất âm của Razer Leviathan thì nó sẽ thiên hướng về bass. Razer mà, nó sẽ thiên hướng về bass, và nó sẽ mang lại cho các bạn cảm giác là xem phim, chơi game mà quá là đã đi. Nhưng mà nếu mà các bạn nghe nhạc nhá, thì chỉ nghe được EDM các thứ thôi. Còn nếu mà các bạn nghe những bản nhạc như là nhạc ra hay là những bản nhạc mà có tiếng nhạc cụ nhiều ấy, thì thực sự là nó chả hay một tí nào. Và nhu cầu của các bạn như thế nào thì các bạn nên lựa chọn như thế thôi. Và khi các bạn lựa chọn Razer Leviathan có nghĩa là các bạn hãy xác định là các bạn chơi game, xem phim hay là nghe nhạc EDM là nhiều. Còn nếu mà các bạn nghe những bản nhạc nhẹ nhàng hay là nhạc pop các thứ ấy,
thì thôi, mình nghĩ tốt nhất là không nên mua. Và ý kiến các bạn như thế nào hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.